Du Thiên lộ ảnh hẹn hò Maria Ozawa, nói một câu khiến thánh nữ phim dành cho người lớn ngượng ngùng. Du Thiên mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân đoạn video đi ăn tối với nữ hoàng phim dành cho người lớn Maria Ozawa. Cuộc gặp gỡ giữa nam ca sĩ và thánh nữ Nhật Bản khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Cụ thể, Du Thiên đã đăng tải và để lại chú thích bên dưới video: buổi tối cùng với thánh nữ Maria Ozawa love you. Không những thế, Du Thiên còn dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp của Maria Ozawa. Khi nhận được lời khen có cánh, Maria Ozawa tỏ ra ngại ngùng, liên tục lấy tay che miệng cười. Cuối đoạn clip, Du Thiên chủ động ôm và thả tim cùng với Maria Ozawa. Hành động đó của hai người vô cùng đáng yêu. Ngay lập tức, thông tin Du Thiên hẹn hò được lan rộng trong cộng đồng mạng xã hội. Dưới phần bình luận, cư dân mạng thể hiện sự thích thú tò mò về mối quan hệ giữa hai người. Thích quá, tôi cũng ước một lần được gặp Maria Ozawa ở ngoài đời. Nhìn Maria không thấy già đi chút nào, vẫn xinh như hồi trẻ. Biết bao người ao ước được gặp idol bằng xương bằng thịt, anh Thiên đã làm được điều mà tất cả đàn ông trên đời này muốn có được nó. Du Thiên cũng bình luận trên bài đăng của mình: Maria bên ngoài thực sự vô cùng xinh đẹp, gương mặt thánh thiện cuốn hút, cô ấy cực kỳ gần gũi dễ thương. Nếu bạn tiếp xúc vào gần cô ấy, chắc chắn bạn sẽ yêu mến và bị cô ấy cuốn hút thôi. Bình luận của Du Thiên khiến fan cực kỳ tò mò về mối quan hệ của hai người. Nhiều người đặt dấu hỏi liệu rằng cặp đôi này có đang hẹn hò yêu đương. Thực tế, từ trước tới giờ, nam ca sĩ Du Thiên chưa hề công khai bạn gái. Và đây là lần đầu tiên các fan trầm trồ khi thấy một chàng trai được mệnh danh là ngựa hoang chưa ai cầm cương nổi, lại trở nên bản lẻn thẹn thùng khi gắp sushi cho thánh nữ ăn, lại càng khiến fan ngạc nhiên, tò mò và đặt ra nhiều nghi vấn. Và biết đâu được, chúng ta lại được chứng kiến một tình yêu siêu đẹp vượt qua mọi ranh giới địa lý, vượt qua mọi rào cản, những lời dị nghị, soi xét trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, fan đã phát hiện ra danh tính và tình trạng hôn nhân của nữ hoàng Maria Ozawa. Chắc hẳn ai cũng biết, trong ngành công nghiệp phim dành cho người lớn giá tỷ đô của Nhật Bản, cái tên Maria Ozawa vô cùng hot. Nhờ vẻ đẹp lai cùng thân hình quyến rũ như một siêu mẫu, Maria Ozawa được coi là ngôi sao nổi tiếng nhất của dòng phim này cho đến thời điểm hiện tại. Sinh năm 1986 tại Hokkaido, Nhật Bản, Maria Ozawa có mẹ là người Nhật, bố là người Canada. Vì thế, cô có thể nói tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Cô từng là một trong số những học sinh ưu tú của một trường quốc tế ở Hokkaido. Hiện tại, cô tập trung cho công việc kinh doanh. Ngoài việc kinh doanh ở Philippines, cô cũng vừa mở một quán bar karaoke ở thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với công việc kinh doanh thuận lợi, Maria Ozawa còn có cuộc sống viên mãn bên bạn trai bảnh bao giàu có và yêu thương cô hết lòng. Còn Du Thiên là ca sĩ trẻ được đông đảo công chúng mến mộ, nhất là các bạn trẻ. Chàng ca sĩ này không chỉ hát hay với nhiều bạn hot hit như Xóa Hết, Lệ Cay, Đông Về, Em Ở Đâu, Yêu Thương Nhau Gì Đâu, Cho Nhiều Nhận Lại Bao Nhiêu, Anh Sẽ Sống Tốt Hơn, Tình Anh Không Đổi Thay, Hãy Khóc Đi Em, Anh Em Cay Khế, Muôn Kiếp Là Anh Em, Nếu Gọi Nhau Là Anh Em, Cách Sống Ở Đời, Huynh Đệ Kiếp Này Có Nhau, mà còn có lối sống đẹp, tình cảm và rất chăm làm việc thiện. Mới đây nhất, Du Thiên là người đầu tiên đã trực tiếp đến tận nơi nhận ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Anh trao số tiền 20 triệu đồng và gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình bị nạn. Là một ca sĩ trẻ nhưng Du Thiên thường xuyên đi làm từ thiện bằng tiền túi của mình tự bỏ ra. Mỗi lần đi diễn ở các tỉnh vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nam ca sĩ thường mang theo hàng trăm bộ quần áo, lương thực, thực phẩm, thuốc men và tiền mặt để làm từ thiện. Trong đợt lũ lụt do cơn bão Noru tại miền Trung, Du Thiên đã chi 200 triệu để ủng hộ bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão, ủng hộ các bệnh nhân bị ung thư tại bệnh viện K Tân Triều, xây nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Giữa bộn bề của cuộc sống thật đáng quý, có những người có đủ nhiệt huyết, tận tâm, tích cực với các hoạt động văn hóa phối hợp cùng công tác thiện nguyện như ca sĩ Du Thiên. Những hoạt động văn hóa xã hội thiện nguyện của ca sĩ Du Thiên cùng bạn hữu đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, những mảnh đời bất hạnh ấy có thêm nghị lực vui sống, yêu đời, mang đến những giá trị nhân văn và đầy ý nghĩa.